Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên, lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên, mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Tao đã cầm đấy. À thế à? Trời ơi, cái gì mà tanh quá sao mày này đâu? Đọc, quên, em quên. Thôi, vậy thôi, chỉ vô thôi anh. Tại dở lên là nó bị ồn. Cái gì vậy anh ơi? Ồn quá à, ba cái đồ đám giỗ má. Ồn quá. Ác thiệt chứ. Có thấy kịch bản ở trên này. Trời ơi, mày cho nghe ra. Hỏi lớn chứ gì nhả? La lên luôn gì nhả chứ lộn luôn, chẳng luôn. Chỉ có đoạn này nó thế này thôi. Không đoạn nào nó này. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Anh có cái trách nhiệm chứ? Tao nói gì? Ủa rồi ôi. Nín đúng không? Tao cho tiền. Nín hay gì ạ? Tao cho tiền đi. À bé bé nhỏ mồm thôi. Bé. Ngày xưa gọi là em bé, giờ là em bé bé cái mồm thôi. Đúng này, tất cả đều đúng. Bây giờ em mới nhận ra nè anh. Anh tha lỗi cho em nha. Ừ, hai anh em nói chuyện chịu khó, xoay ra ngoài xíu. Đúng rồi. Má đứng ngoài trả lời, À, từ mũi cắn lách rồi. Đấy, sao lại có kịch bản đi trên nóc kìa? À, tôi không biết anh nghe. Ủa, em ăn gì chưa? Dừng, anh quên. Xin lỗi của anh. Lại nha anh. Không, để tao diễn đi. Mày nhiều cái đó chưa thèm nổi đâu đấy nha. Xin nhân dịp buổi tối ngày hôm nay, người yêu mới của tôi Bảo đạo diễn. Hai thằng vô này ngon quá. Sao giờ nè nghe ông Y vậy nghe, tôi thọ hồi chữ tôi giờ. Ê nè đứng né đây nè, chó nè, chó nó thấy nó sủa. Mày nhìn cái chó đi. À, chị tôi lắm này. Đang có hứng thoại luôn. Vui. Ờ vậy không ấy à, anh vô trước đi, nè em lo được. Ờ rồi, biết rồi, từ từ để nói chuyện với. Anh còn bố thoại đây mà sao vô trước được? Thì người ta đang thoại luôn nè. Anh chặn của người ta. Ổn không? Không được, để bà Nhã làm. Quá lại nhà 2, 3, vô. Rồi, nói rồi, nhá, dạ, kìa kìa. 4, 7, 3, 2, 1. Dạ, 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 kìa kìa. Lưu buồn kìa. Lưu buồn quá, lưu buồn. 3, 2, 1. Mày nói cái gì? What the hell? Vụ gì? Thì nhờ ông anh. Rồi nhờ ông anh nha. Đây đẩy anh cửa ra xí. Nhờ ông anh mà bữa nay tôi múa bên nhà này. Hay chưa anh? Hay chưa? Kêu thằng Tài vậy. Rồi nhờ ông anh nha. Rồi 2, 3. Chưa đâu. Nãy cứ nói gì. Kêu này. Ai đừng có đổ thừa thằng Quang nha. Ở cái cảnh ta đang cười bộ. Đúng rồi, đang cười hết mà. Rồi 3, 2, 1. Yeah. Để tôi lưỡi luôn, mất lưỡi luôn, mất lưỡi luôn, mất lưỡi luôn. Yêu luôn. Yêu. Yêu luôn. Đàn ông giờ dễ yêu nhất. Ghê lắm. Nó sắp hùng. Mày vô duyên quá, cái tội của người ta mà. Này là tài chưa đó, anh có sao đó, anh thì đừng có đổ thù em. Nó sắp hùng. Để tao bung nút rồi ba. Đó thấy không yêu. Tao nó yêu. Xong rồi tao. Ồ vậy luôn đi cho hết tội luôn á. Kéo đi luôn mẹ rồi. Em không thích. Nói thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Trời ơi trời. Ủa không có. Cái gì vậy anh ơi? Thôi đi về. Ủa tao còn một thổi luôn á. Cái gì? Đâu thằng Ken nó còn thổi cái gì nữa? Ừ Ken thổi á. Khung này gan hàng bạn tù nói chuyện. Đúng. Mày đang chết cha bây giờ. Hả? Muốn ra kè kiếm gãy người ta cởi rồi. Trời chú gãy rồi, đám cái ngực quá trời bự luôn. Chú gãy ta cưới là sao? Đi nó chụp đó. Chú gãy ta cưới kìa. Stop. Em càng nói em càng sai. Nói gì quên mẹ. Cửa, đóng cửa. À, đóng cửa. Quên. Cánh cửa này đóng lại. Thôi mày nói gì nói đi. Sẽ
Xin lỗi, 3, 2, 1. Mày báo trước gì mà sao đóng cửa gì mà kính mít rồi không ai qua chào hỏi vậy chứ. 1, 2, 3. Mày giống cái bình ga của tao. Rồi má trời trời. Đầu bếp mới của tao đó. Ê, mà nói nghe. Ủa, phải đi cha. Ủa mày, mày cái gì vậy? Được, ok. Nhà em không có tiền nữa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa bên này hả? Không phải bên kia. Bên này nè. Bốn mắt nhìn bốn hướng. Nó có vũ điệu này. Ai biết đâu? Quần em miếng cười gần chết. Bốn quần ơi. Chết. Bốn quần ơi. Đi ra ma nha. Cuối ra ma. Rồi thôi thôi ra ma, thôi ra ma, thôi ra ma, thôi ra ma. 3, 2, 1 vô. Đó là thấy không? Lấy gì vậy? Tao nói cái gì ta? Mày nói thằng Vinh này tinh thần. Thôi ra ma. Đi ha. Thôi tao đi. Dạ dạ. Chào anh. Mày nói cái gì vậy? Đó không vô, bỏ đi luôn. Chạy luôn bây giờ sao giờ? Cô Ngọc, tôi nghi ngờ cô liên quan đến những phiêu rồi. Dạ. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Tối nay là chúng tôi nghi ngờ cô liên quan đến những việc trình thắc. À, bây giờ mày tự nói đi, phải tự hay gì nữa. Rồi các phải. Giờ mà cô cho tôi lên vườn nhà Sika. Lên vườn được rồi. Kiếm mẹ ai một lại. Đáng đợi. Thôi mày không thọ kìa. Tự nhiên nào, tao đáng đợi xong tao mới thọ. Ủa à, thọ cái gì? Ủa mà mày ok. Sợ quá, sợ quá. 2. Thôi. Bây giờ trước mắt hai người về đi rồi tôi nói. Còn một luôn ơi, mày đuổi về sớm vậy? Thôi. Đừng có để mà hả cái bụng nó tràn lên tới chán đi hả, lúc đó mới làm lễ rồi trúng cười vô họng mà. Ủa một trúng cười vô mặt chứ, một trúng cười vô họng luôn. Ê, có gì đâu nhức đầu. Ủa, chưa mà. Ủa nó thoại gì vậy? Hai đứa thoại đó mà. Thoại gì vậy? Tớ bị chạy ngược ngược vậy. Rồi ok lại. Rồi mày tính gả bả cho thằng đó luôn hả? Tao nói nha, bả mày về cái đò. Về cái đò. Về cái đò đó thì Ngọc ơi lên đò. Bạn biết gì chưa? Nó mới ngang nhiên bỏ mày hôm qua. Hôm nay lại công khai cái thằng người yêu của nó là thằng trà chanh giã tay. Mày không thấy tức à? Thôi mệt quá, mày qua đây mày động viên tao hay là mày qua đây mày xài xẻ tao đi về đi. Tao tự nghe podcast tao tự chữa lành tao. Thông điệp ngẫu nhiên dành cho các bạn được xem được cái clip này: hãy bình thường hóa việc bạn cũng là một người yêu cũ hạnh phúc. Thôi của đi thay người mà. Trời ơi, dì ơi. Gia tài của... Bên kia đang nhậu. Mày ơi. Mày ngon chịu nha. Ê Vinh. Tao dọn dẹp xong hết trơn trọi rồi nha. Giờ tao đi đón mấy Vinh. Má mày thoại vừa đi qua đây thoại gãi bắt mày. Má làm diễn viên nhiêu năm đứng đây mẹ đi. Ờ đó đứng đó. Kỳ chá nhở. Nghĩ sao vừa thoại vừa đi. Trái này hả? Tao muốn giống trong phim gia đình. Gia đình có... Nhờ có anh Vinh mời tôi bắt. Ủa gì vậy? Nhờ có anh Vinh mà chúng tôi đã bắt được trộm. Tao đang bấm thoại gì? Bẻ cánh dưới hậu lên trời á. Tắt cái vô đây. Tắt rồi đó nhưng mà nó không được. Đập. Anh em con. Đó thấy chưa? Thằng bẻ luôn đi. Ráng đẩy tới ông âm thanh nữa. Thì đã cho nó tắt. Nhờ có anh Vinh mà chúng tôi được bắt được trộm rồi. Mày kiểu thôi mày tắt giùm tao cái coi. Hồng bé ơi. Em cảm ơn anh.
Hôm sau đó là 4 phần của chúng ta. Mày có ai được cười không? Cảm ơn mày nha Vinh. Không có mày với má. Ủa? Thường à? Mày má thổi lại đi má. Thổi lại đi. Trời ơi con chưa thổi. Nó chưa thổi nữa. Đâu. Con mày hả? Kêu chi để cho má thổi vậy? Ai kêu má là tao chào má. Nhờ có anh Vinh mà chúng tôi bắt được cướp á. Hello. Chìa khóa xe của chị nè. Chưa má, chưa má. Trường nó về đó. Lúc nào con câu cuốn cho nó là thôi tôi đi về đây là má ra. Nha. Đã nha. Trời, nhờ những ngày qua mà có. Ừ, trời. Nhờ gì Vinh là những ngày qua. Nhờ có Vinh với lại gì mấy ngày qua mà con mới gì. Rồi, giữ đi, không quay đâu mà. Ơi, mấy bà làm tôi phân tâm. Thôi tôi không biết á nghe, tôi không biết á nghe. Làm đi tôi không biết. Trời ơi. What the dog doing? Trời ơi, cái thằng này nhà chưa có bề bộn nữa sao mày còn vác những thứ này về. Thôi một coi vô khung rồi. Một coi. Hả? Ôi con nè tôi thấy chưa nói xong không mai cái nói nó vô là vừa mà không mai nói sai câu à thế à ý là cho có không khí thôi rồi giờ tao chắc chi đang xong về lao thấy bố tao bắt được từ 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 lại nào ngồi lại đứng dậy lại nào nó đang ngồi làm bắt ngày luôn ai đỡ được rồi mấy anh nói chuyện gì kỳ vậy. Ôi, vậy là mấy anh không muốn que chứ cháy rồi cười đi cho nó nói hết đi ôi kinh thật chứ kết thật ra luôn á hả mày dứt khoát lên mày cầm nó để vô được rồi nó còn kéo nữa mẹ mày đút ngô thò cái mặt ra anh trai ơi thò không rồi ok quay lại đi sao tất nhiên rồi bây giờ bố mày thích trả đi ốc vẫn dậy thật bố mày rồi ok 2 3 vô làm gì hai đàn trai ăn hiếp đuôi gái hả về đi quán trời ơi về đi quán rồi quay lại đạo đức lý tưởng thuần phong mỹ tục lối sống văn hóa để đâu quay đập nó cho mà nó đi lại luôn thằng này lại đứng nhìn à là cầm lên gì đi mày bay hết thời gian làm qua kìa đập quán nó cho tao khiếp gì mấy bà rồi gì mày à mày làm gì à mày có nói chuyện gì vậy nói chuyện sao mày giang đây là nói chuyện sao mày giang mày bàn chắc cánh luôn lại gì mày à mày làm gì hả à? Nó cầm cái đầu heo đập đi đứng lên lại nè 3 2 đứa nào con heo đi mày làm gì đứa nào đứa nào tao đập cho quen rồi đứa nào ủa cái gì vậy bà nội má mẹ sao con đánh Vinh được tao chạy ra tao đánh ai dám đánh con tao không hả à? Má ông phi vào đây con mới chụp được cái chổi tao mang súng ra đi đi ra khỏi đây công an đón nó đi đi không cắt cắt à cái gì mà đánh trên trời kìa đấy à té 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 à em bỏ phẳng lại ủa gì vậy đúng rồi mấy cái hàng ăn chậm nè mày bẻ gãy tay nó cho tao chứ mới anh xin lỗi. Đây là ba. Theo như hình ảnh mà chúng tôi trích xuất từ camera được á thì người. Ủa nhưng mà cái xe có bị ai đem đi bán hay gì chưa? Khi mà nhận được tin giả. Khi nhận được tin báo. Hai ba vô. Chị có biết á là vừa mặc mascot. Lại ok, lại đi. Phát hiện đi cho nó tạm giúp.
Trời ơi. Diễn được đâu? Làm diễn viên mà ngoại cảm quá à. Ngoại cảm. Là tao nói chuyện mày là tao vậy không hả? Là khi mà mình vừa mặc mascot mà vừa điều khiển xe á, nó rất là nguy hiểm không? A few moments later. Chị có biết á, là khi mà mình vừa điều khiển không có. Không phải chị không đó. Có gì? Ơ lạ, ý là ơi, ơi con đó tao nói đúng mà. Tao đổi ngược lại. Ok ok ok. Rồi, 1 2 3. Chị có biết á, là khi mà mình vừa mặc mascot mà vừa điều khiển. What the fuck? À đi em đi. Em làm được đâu. Cái máy gì em ơi? Ai cái gì vậy? Sao vậy? Em nghĩ là nợ cảnh này đi. Ờ, thì không gì. Thôi, đúng rồi. Chị có biết á, là khi mà mình vừa mặc mascot. Ê, tào lao mày. Ui, có gì mà cũng tì nữa. Rồi, lại. Ok, ok, ok boy. Không chiếc xe đạp. Đem đi. Là sao vậy mọi người? Một, lại, 1, 2, 3. Có bị... Tại sao này? Trời đi mệt quá. Ok ok. Thì đó em nhớ là người bị hại nè. Anh Vinh vào đứng đấy hả? Dạ. Cái gì vậy anh ơi? Chào. Đi giỡn với cán bộ.